Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách lắp ráp quần đùi mà thể thao túi âm ớt mà lưng là bo thun nha. Trước tiên thì cái quần của mình là nó có cái sọc thể thao á. Thì thường thường có nhà có máy chạy sọc thể thao thì chúng ta chạy luôn, còn không thì nhà khác chạy mình chỉ ráp thôi. Bên mình thì mình có nhà chạy sọc riêng ha, còn mình chỉ ráp. Bây giờ chúng ta tiến hành là bắt cái túi âm ớt trước. Chúng ta lấy cái lớp túi âm ớt đó, chúng ta vắt là hai mặt phải hợp nhau, rồi vắt cái miệng túi lại ha. Trong khi mà chúng ta vắt miệng túi, chỉnh cái máy nó hơi rút một chút, cho chỉ nó hơi rút một chút cho cái miệng túi nó êm ha mọi người. Sau khi chúng ta vắt sổ cái miệng túi xong thì chúng ta sẽ dĩu dĩu 5 ly bằng máy một kim ha. Chúng ta lật vào trong và dĩu cái mặt ở trên, dĩu bên mặt phải. Dĩu cái miệng túi xong thì chúng ta đính cái lót túi thôi. Thì cái lót túi nó có cái dấu bấm nha mọi người. Cái dấu bấm đó là nó ngay chỗ cái miệng túi của mình luôn ha. Mình thì chạy dĩu máy một kim đó, chúng ta mua cái chân vịt mà dĩu bờ 5 ly á. Chúng ta gắn vô là chúng ta cứ để và chúng ta dĩu thôi. Còn nếu mà người nào không có cái chân vịt dĩu 5 ly thì chúng ta gắn cái chân vịt thường, sau đó chúng ta tấn cái cục 500 đó vô là nó ra nó sẽ. Túi của mình nó có hai chiều ha. Một chiều thì chúng ta dĩu từ cái bên hông của cái sườn quần đó lên cái đầu lưng. Còn chiều ngược lại thì chúng ta dĩu từ trên lưng dĩu xuống. Là nó có một cặp á. Rồi sau khi chúng ta giữ túi xong thì chúng ta sẽ đi quay cái lót túi lại ha. Quay lót túi gọi là quay lót túi hàm ếch. Quay nó sổ. Khi mà đính là cái lót túi nó đã êm rồi, chúng ta đưa cho máy vắt sổ là chúng ta chỉ có vắt thôi, để êm như vậy là vắt đều, vắt cho nó tròn ha. Nó cũng có hai chiều, chiều chúng ta vắt từ la lưng xuống một bên đó, thì chúng ta vắt từ sườn quần vắt qua để túi nó sẽ êm. Còn cái lưng thì chúng ta bo lưng chúng ta đi nối nối cái bo lưng lại, rồi thun chúng ta cũng nối thun lại, và cái thun là nó đi theo cái thông số ha. Thường thường bên mình thì size nhỏ nhất là size 1 đó, thì cái bán thành phẩm thun của nó là 37, sau đó chúng ta nối chồng lên nhau là 5 ly đó. Rồi chúng ta đưa vô máy canh size, chúng ta chỉnh chỉ nó hơi hơi lỏng ra một chút, chỉ lỏng chỉ giãn ra đó. Rồi chúng ta bọc khuôn sẵn để hồi này chúng ta tra vô cái quần á, cho cái lưng nó được êm, nó êm mà nó ôm được cái cọng thun nữa, nhìn cái quần nó rất là đẹp. Bọc bằng máy canh size thì chỉ nó sẽ co độ co giãn hơn là bọc bằng máy bịch kim nha mọi người. Rồi sau khi chúng ta làm những cái chi tiết xong xuôi rồi ha, giờ bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành ráp quần. Quần thì chúng ta cũng vắt sổ đáy trước đáy sau ha, vắt đáy trước đáy sau xong xuôi rồi bắt đầu về chúng ta ráp bên sườn, ráp hai cái bên sườn lại. Rồi, nói chung là cách ráp quần thì nó có nhiều cách ráp lắm,
Có thể là chúng ta đi tròn luôn, ráp một bên sườn xong rồi ráp qua cái đáy, rồi ráp từ lai lên lưng lại. Còn nếu như muốn, còn một cách nữa là chúng ta ráp hai bên sườn, xong chúng ta cắt ra rồi chúng ta ráp cái bên đáy. Nói chung là cách nào cũng được hết. Chúng ta cứ để sườn êm chúng ta vắt thôi ha. Thường thường hàng của mình cắt ra nó đã chuẩn rồi, thông số nó chuẩn, dấu bấm này kia, túi này nè nó đúng dấu. Sau khi chúng ta ráp thành phẩm quần xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đi ca cái lưng bo ha. Thì chúng ta sẽ chỉnh cái máy cho nó bước xuống một chút. Đó, cái lưng thường thường chúng ta bọc xước trước rồi khi chúng ta bắn qua vách sổ vô nó rất là nhanh, mà cái lưng nó cũng rất là ôm mà rất đẹp nữa. Đó, sau khi chúng ta lộn ra ha, cái lưng nó rất là êm luôn, lưng là nó ôm ôm sát cái thun gì đó, nhìn cái lưng quần nó rất là đẹp. Cái đường nối của cái đường đường nối của cái lưng á, chúng ta vô cái chính giữa của đường thân sau, mà cái đáy thân sau mình bắt đường bắt sổ đáy thân sau cho hai đường nó trùng nhau. Rồi chúng ta xong, gần như là xong hoàn thành hoàn chỉnh ha. Bây giờ chúng ta tiến hành đi may cái lai. Chúng ta đi may lai quần ha. Rồi chúng ta tiến hành may lai quần bằng máy canh size. Của mình là lai của mình là may hai kim nhỏ nha mọi người. Hai kim nhỏ 1/8 cho tới 2 phân. Thường thường thì quần lửng hoặc quần dài chúng ta chạy 1/8, còn quần đùi thì chúng ta chạy 2 phân. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nhé. Ai theo dõi video của mình thì thích những cái gì clip của mình á, thì có thể like và đăng ký kênh của mình nhé. Là chúng ta đã hoàn chỉnh xong một cái quần đùi túi hành ếch, quần lưng bo ha.